Bạn nhận được thông tin từ cục ghê rằng một cô dâu đã bị giết trong đêm tân hôn. Tôi hy vọng bạn sẽ đi điều tra và khôi phục lại sự thật của câu chuyện càng nhiều càng tốt. Bạn có thể đọc tất cả các manh mối bạn nhận được tiếp theo. Sau khi xác định, chất lỏng trong chai không có độc và là loại được sử dụng trong tiệc cưới. Nó trông giống như một bức ảnh do chú rể sưu tầm, có vẽ nhiều trái tim ở chỗ cô dâu. Trong quá trình khám xét và thu thập chứng cứ vừa rồi, chúng tôi tìm thấy hai chiếc điện thoại di động và hiện đang nằm trên bàn. Màu son nằm trên tường dường như không ngôi, phải là phong cách cô dâu thích dùng. Sau khi nhận dạng, đó chính là đôi giày của người đã khuất. Giấy nợ người cho vay là mẹ phụ rể, người vay là chú rể, số tiền 300.000, có dấu vân tay. Có lẽ tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét lại vụ án và vạch trần tội ác của hắn nhé. Con gái ơi, con phải hiểu cho bố. Cuối cùng cũng cưới cô ấy về. Nếu mất cô ấy, tôi sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Ngay cả khi tôi cưới anh, đừng nghĩ đến việc chạm vào tôi. Dù bây giờ cô có làm gì đi chăng nữa, hôn lễ đã được sắp đặt rồi. Hãy lên tầng 4 và tôi sẽ kể cho cô nghe bí mật. Cháu sẽ trả lại tiền sớm cho dì. Đừng lo lắng, dì rất mừng khi thấy cháu lấy vợ. Mẹ tớ cũng là mẹ của cậu.
bạn đang xem kênh BG Game Zzzz.